Xin chào mọi người và xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ơn Chúa Ban, và đây là các bài đọc cho ngày thứ ba sau tuần 13 quanh năm. Bài trích sách Ngôn Sứ A-mốt. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này, lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được ta đưa lên khỏi đất Ai Cập. Lời ấy nói rằng, giữa mọi thị tộc trên mặt đất, ta đã chỉ biết các ngươi thôi. Vì thế, ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. Hai người có đồng hành được chăng? Nếu đã không hẹn với nhau từ trước, trong rừng sư tử có gầm lên chăng? Nếu nó không có mồi, từ trong hang sư tử tơ có rống lên không? Nếu nó không vồ được mồi, dưới đất chim sẽ có sa vào bẫy chăng? Nếu không có mồi nhữ, bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng? Nếu nó không bắt được gì, giả như tù và rút lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? Giả như tai họa xảy ra trong thành, lẽ nào lại không do Đức Chúa? Vì Đức Chúa là Chúa thượng, không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của người cho các ngôn sứ, tôi tớ của người được biết. Sư tử đã gầm lên, ai mà không sợ hãi? Đức Chúa là Chúa thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri? Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ, như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ thành Sơ Đôm và Gomorrah. Các ngươi khác nào thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy, thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Vậy hỡi Israel, ta sẽ xử với ngươi như thế này, và bởi vì ta sẽ xử với ngươi như vậy nên hỡi Israel, ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biến động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhất thế, hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi người trỗi dậy, ngâm đe gió vào biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Đó là lời Chúa. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe để ủng hộ mình. Xin đăng ký kênh, bình luận, chia sẻ và thích kênh. Xin cảm ơn.